Anh xin phép hôn vào trán của em được không? Em xin đón nhận sự yêu thương này ạ. Mirinda, vị soda kem Việt Quốc mới, chua ngọt thơm béo, ngon sóng lưỡi. Mình nghĩ là mọi ánh mắt của mình đã có kết quả của tình yêu này. Mình không biết mình có thể mang lại gì cho bạn nữ, nhưng mình chắc chắn một điều là mình có sự yêu thương chân thành. Em xin đón nhận sự yêu thương này ạ. Anh xin phép hôn vào trán của em được không? Nãy giờ anh luôn đưa ánh mắt về em. Em biết điều đó. Để yêu thương tìm lối tìm được nhau trong ba giây phút mong đợi. Dẫu cho anh là ai, hai ta nhìn thấy nhau người sẽ khiến trái tim dành trọn yêu thương. Cảm ơn em đã lựa chọn anh. Anh không biết điều may mắn gì xảy ra với anh, nhưng em là điều may mắn nhất đối với anh ngay tại thời điểm này. Bạn có thể chia sẻ cảm nghĩ của bạn lúc này được không? Cảm nghĩ của em là em rất là vui ạ. Nhưng còn bạn nam thì sao? Bạn có vui lắm không? Ôm rồi đó, ừ, ôm rồi, ừ. Em nghĩ là em diễn tả bằng hành động là được ạ. Ồ, anh đẹp trai quá, cho em ôm anh một cái được không ạ? Chờ người nơi ấy, người đang cầm ngay bó hoa. Cảm ơn em, em cũng cảm ơn. Em còn nhớ thông điệp của anh, cảm ơn em. Các bạn hãy đón xem chương trình Người Ấy Là Ai trên HTV2, V Channel và Vion nha. Người ấy là ai?